Xin chào các em, trong bài học ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về Spring Cloud One kết hợp với Spring Cloud Circuit Breaker có sử dụng bộ thư viện là Resilient 4J để chúng ta implement code logic cho cái Circuit Breaker này Để cụ thể hơn chúng ta cùng đi vào trong chi tiết Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu thêm Circuit Breaker là gì Circuit Breaker chính là cái công tắc điện chúng ta dùng hàng ngày bật tắt thôi thì đây là một cái cơ chế, một cái design pattern trong microservice để giúp chúng ta ngăn chặn các request đến một cái service nào đó mà đang bị sập, bị down, không khả dụng. Thì cái cơ chế này khá là hay. Giả dụ khi chúng ta có một lượng request đến một cái service mà service đó không còn khả dụng nữa thì chúng ta sẽ chặn ngay từ đầu để tránh cái việc là nó gọi đến service lỗi. Thì cái việc này giúp chúng ta chống lỗi liên tục cho hệ thống microservice của mình cũng như khả năng phục hồi hệ thống. Giả dụ như có những con nó bị chết không còn khả năng uh, sử dụng nữa thì nó sẽ chặn bớt lại tránh cái việc cứ gọi vào những con lỗi đó thì hệ thống của mình sẽ bị treo và cái việc uh, xử lý request thì nó sẽ bị giảm đi. thì trong này chúng ta sử dụng cái bộ thư viện là Spring Cloud Script Breaker kết hợp với Spring Cloud Open Play để cung cấp những cái lớp hàm uh, API abstract cho chúng ta sử dụng và ở bên dưới thì chúng ta có thể sử dụng những bộ thư viện như Resilient j hay Netflix Hystrix hay Sentinel hay Spring Retry thì những cái này tùy vào cái nhu cầu hay là cái mục đích của mình sử dụng ở đây thì thầy sử dụng cái thư viện mặc định của nó là Reason for j có tích hợp sẵn với Spring Cloud Circuit Breaker rất là dễ dàng trong Spring Boot chúng ta chỉ việc là thêm một thư viện dependency và tự động cấu hình cho mình thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem Circuit Breaker hoạt động như thế nào thì Circuit Breaker hoạt động trên ba trạng thái chính đây là close thì trạng thái này nó sẽ cho phép tất cả mọi request qua tức là trạng thái không chặn cái gì cả thì lúc này các request đi qua và nếu mà một số request bị lỗi đạt được một ngưỡng nhất định thì cái script breaker này sẽ bật trạng thái open thì ở trạng thái open này nó tạm thời chặn tất cả request mới gọi đến dịch vụ đó thì sau một thời gian script breaker sẽ chuyển về trạng thái half open thì ở trạng thái này nó sẽ cho phép một số request qua nếu một số request qua này gửi về trạng thái thành công tức là không xảy ra exception hay là response lỗi ở phía đầu bên service kia thì nó chuyển về trạng thái close như ban đầu còn không ngược lại nó giữ trạng thái về open tức là sẽ chặn tạm thời tất cả request mới gửi đến. Thì bằng cách này nó sẽ đảm bảo cho hệ thống của mình được hoạt động một cách ổn định, chống lại lỗi liên tục và khả năng phục hồi tức là hệ thống của mình không bị uh, diễn ra một cách uh, quá tải. Cái lượng request đấy mà còn switch chết và bị tắc ở đấy. Thì trong cái bài học của mình mình sử dụng thư viện là Resilient for j thì bộ thư viện này dựa trên thuật toán là slide window và có hai cách implement đấy là cloud space và time base thì cao bay chúng ta đếm một số lượng request sử dụng 10 request gửi đến và tỷ lệ thất bại trên 50 chẳng hạn thì nó sẽ chuyển trạng thái là open còn tham bay trong khoảng một thời gian một phút chẳng hạn thì số lượng request gửi qua và số lượng request thất bại tỷ lệ nếu vượt quá cái ngưỡng thì nó chuyển về trạng thái open như bên trên mình có giải thích rồi như vậy cầm nhớ thầy là close là cho phép tất cả request đi qua open là chặn tạm thời và sau một khoảng thời gian mình quy định thì cái script chuyển về trạng thái half open để kiểm tra xem là các request gửi đến service disk kia có thành công hay không nếu thành công thì close chuyển về trạng thái cho phép tất cả còn không lại open để chặn tạm thời ngoài ra thì mình có thêm một số cái thiết kế khác như là time limiter thì chức năng này đóng vai trò là gì hạn chế thời gian thực thi của một request đến một cái con service nào đó giả dụ ở con service a gọi đến con service b thì mình sẽ quy định một cái thời gian tối đa là khoảng 5 giây chẳng hạn thì sau thời gian đấy nếu mà response chưa trả về từ phía service b thì mình sẽ xem như là request đó là bị thất bại thảm ao thì thông thường những cái design như time limiter hay là circuit breaker thì mình sẽ hay có cái hàm fallback để chúng ta handle những trường hợp bị lỗi xảy ra thì cái này mình sẽ cụ thể trong phần code ngoài ra thì chúng ta có rate limiter thì cái thiết kế này đóng vai trò là hạn chế tốc độ gửi request đến một con service giả cho chúng ta hạn chế cái việc tốc độ gọi khoảng 20 request trên 1 ms thì bằng cách này giúp cái con service của mình ở bên dưới Thì nó xác nhận được request không bị quá tải Thì đây cũng là một cách uh, thiết kế trong vấn đề bảo vệ hệ thống của mình trong microservice thì các em nhìn trên sơ đồ các em sẽ thấy là nó sẽ chạy qua Squid Breaker xong Rate Limiter hoặc các em có thể đảo vị trí này cho nhau nghĩa là vị trí này các em có thể đặt trước là sau tùy các em Bất hết thì bất hết là một cái thiết kế đóng vai trò là giới hạn cái việc gọi đồng thời. Giả dụ bây giờ mình giới hạn việc gọi đồng thời bằng cách là chỉ cho khoảng 20 thread đồng thời gọi đến thôi. Thì cách hoạt động của nó là sẽ tạo các nhóm thread hoặc là các pool để xử lý thành các nhóm yêu cầu khác nhau. Và mỗi một nhóm thì mình sẽ phân phối một nguồn tài nguyên, một cái quy chế khác nhau. Giả dụ bây giờ nhóm A chỉ cho phép 20 request gửi đồng thời. Và cuối cùng là retry. Retry thực hiện chức năng là thực hiện lại các yêu cầu đã thất bại lần trước theo một số lần mình quy định thì khi một yêu cầu thất bại retry sẽ tự động thực hiện lại yêu cầu đó với một số lần mình quy định từ trước và với các chiến lược khác nhau tùy vào cái cách mình element thì trong cái bài học của mình thì mình cũng thiết kế con Spring Cloud Script Breaker kết hợp với con Spring Cloud Open Face và bên dưới mình sử dụng một thư viện là Resilient 4J để implement cái cấu trúc này thì như các em thấy là nếu con Akka Service thông qua OpenFace gọi đến con uh, Static Service và thông qua một thằng Spring Cloud Squid Breaker có sử dụng Resident 4 j để implement thì nếu mà con uh, Static Service này bị sập hay là trả về exception, trả về cái error code thì lúc này con uh, Squid Breaker đóng vai trò là kiểm tra thì nếu mà cái lượng request gửi đến con Static này nó vượt quá cái ngưỡng cho phép thì nó Squid Breaker của mình sẽ được bật và nó sẽ không gửi tiếp tục nữa Ngoài ra thì mình có thể sử dụng time limiter để mình giới hạn cái thời gian gọi và bây giờ response trả về quá cái thời gian tham thì cái time limiter sẽ trả về mấy exception và lúc đấy mình sẽ sử dụng fallback để mình implement một cái logic code trong trường hợp bị lỗi thì chúng ta sẽ cụ thể trong phần code của mình thì các bạn có thể tham khảo trên những đường link trên Google tài liệu chính thức của thằng Spring Cloud và Reason 4 để chúng ta có thể thêm những cấu hình nâng cao sau này bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong bài thực hành